Cao Bằng là một vùng đất đậm đà truyền thống văn hóa của các dân tộc, quê hương của những ngọn núi cao vời vợi, nơi bắt nguồn của những dòng suối trong xanh như huyền thoại. Cao Bằng gạo trắng nước trong, gạo trắng để nuôi dòng sữa mẹ, nước trong em uống ngọt lời khen. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh anh em Tài Lùng. Hôm nay anh em mình đi giúp ông bác dỡ nhà nha các bạn nhé. Mình sẽ đặt các cái máy quay ở các khu vực khác nhau, ở những các góc khác nhau để cho mọi người xem, người dân ở khu vực vùng cao trên mình xem là dỡ nhà sàn như thế nào nha các bạn nhé. Rồi xin mời các bạn này theo dõi cái video của anh em mình nhé. Phá thì nhanh, mấy chốc nữa là xuống bằng san bằng hết các bạn ạ. Thuốc, thấy chùi tháng mà mắng ọc à, mắng nước mà ọc à.
Sáng nay và buổi chiều hôm nay nữa làm được vòng này các bạn. Nghỉ giải lao một lúc thì như tiếp tục làm, làm đến chập tối nữa có khi là cũng gần xong đấy các bạn, được một nửa rồi. Dưới gốc cây vải, cây vải ngay trên mái nhà rất là to luôn. Cây này lúc mình còn nhỏ mình đã thấy rồi các bạn, cây này phải đến 100 tuổi các bạn nhé, nó lụi dần các bạn. Cách tỉnh lộ mà ngày xa này các bạn này, đang nó vượt đến ngọn núi rồi. Từ từ làm từng tí một đấy mọi người, không thể vội được. Rồi mình nghe máy điện thoại đây mọi người nhé. Nguy hiểm. Bây giờ còn 1, 2, 3 hàng nữa. Đằng nào cũng phải làm lại mấy cột này, không dùng đến giờ cắt hết, máy cắt hết. Úi dồi. Mày lòi. Akha chủ trì mừng. Akha cái chủ trì à? Thế. Ồ. Đấy à. Theo ní rồi vớ. Hừ.
Ok đi, ok đi. Ok nha, ok nha. Ok, 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 ok. Ây da, con gà. Rồi ô. Khá là tối rồi các bạn, chập tối nên hình ảnh không được sắc nét. Rồi. Khấu được à, khấu được à, lưu ạ. Đó mà to kiểu mày nói. Thế vừa nhận dữ vô. Cắt hình trong bố luôn. Cái này ngó hộp à, hộp này à. Vừa không mượt. Thế không qua. Ờ đấy. Lùng cũng được ạ. Bố. Ô, ok, cái thắt tử nè, cái tử nè, cái tử thì cắn nè. Mình nhận khả khớp. Không biết thế hả cậu? Thử. Ô, nếu lông yếu. Đấy, bọn anh chỉ thân, anh lông mua chữ học nữa. Chú Thắng ơi, ngạo khuyên, ngạo khuyên, ngạo khuyên. Đâu đấy? Ở đấy đấy, đúng đấy chú Trí ạ. Ta phải chèn, ái, đúng rồi, đúng rồi. Mà nó khó khăn chú Trí ạ, thì thế sao rồi. Phương Bì hiểu cơ chú gió gì nữa. Chú Thắng ơi, chú Thắng ơi, ai ở cái tên nhau. Chú Thắng ơi, phiên nó về rồi, phiên nó về rồi. Mà lục này, sao lục chú Thành đến sau. Mà lục ấy. Chú khôi hiển viên hả? Ai học chắc này. Ô, em viết. Cô bê lê, ngã có mà viên máy lên nghe cái đó cái này. Khói răng này có hiển à? Ní hả bớ? Trời tối rồi nhưng mà cũng xong rồi các bạn ạ. Vừa mày thế. Mình nghĩ là không xong thì vẫn xong nha các bạn ạ. Mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đăng ký kênh để đón những video mới nhất. Còn bây giờ thì rồi. Anh em mình xin chào các bạn ạ.